Tiếp tục qua việc anh chị ơi. Ngang 7. Lô đất này của chị nha. 20 triệu mét thôi, thành phố Thuận An. Thế đất là ngang 7, dài hơn 28 mét. 190 mét của chị. 190 mét nha. Là gần 200 mét vuông các quý chị. Sổ hồng riêng nha. Em Hải chỉ review bất động sản sổ hồng riêng. Em vẫn luôn luôn lưu ý để cho anh chị dễ hình dung ha. Bên em review là sổ sách giấy tờ đầy đủ anh chị nha. Mua là đi công chứng, đi chuyển nhượng, đi sang tên luôn. Lô này 20 triệu một mét thôi. Đấy. 190 mét anh chị nhá. Tính ra là 3 tỷ 8 đó. Ngang 7. Anh chị nào cần một cái thế đất ngang 7 mét để xây nhà, xây biệt thự ạ. Ngang 7 thì xây nhà đẹp rồi quý anh chị ha. Mình xây ngang 5 thôi, còn 2 mét hành lang á. Mình trừ lại. Hoặc không thì xây khoảng 4 mét rưỡi trừ lại 2 mét rưỡi cũng đẹp nữa. Nói chung xây kiểu gì cũng được anh chị. Tại vì cái này dài hơn 28 mét. Dài 28 mét rưỡi á. Mà ngang 7 mét thì rất là đẹp rồi. Đó quý anh chị thấy không? Dài xuống dưới đó đó. Xuống dưới đó quý anh chị nhá. Xây tự do, đất đất mình đường thông. Đường có tên luôn, đường bình chuẩn 63 anh chị nhá. Đấy, mặt tiền đường bình chuẩn 63 luôn, đường có tên hẳn hoi luôn, đẹp lắm quý anh chị ha. Dài anh chị tưởng tượng này giống căn nhà này này. Đây này. Đó, đó. Dài 28 mét rưỡi giống căn nhà này, quý anh chị thấy dài không? Dài ghê luôn ha. Đó, xuống tới chủ đất có xây cái tường lên đó quý anh chị thấy không? Nói chung là gọn gàng sạch sẽ, đẹp. Anh chị nào xem được video này mà thấy lô đất này phù hợp thì mình thương lượng thêm anh chị nhá. Giá còn thương lượng mà, thương lượng để bán mà quý chị ha. Anh chủ này anh cũng đang cần bán lắm nên giá cả thương lượng quý chị nhá. Xung quanh hàng xóm thì dân ở quá trời ở rồi quý chị theo. Ngang 7 thấy đất đẹp. Chỗ này quý chị gần chỗ ngã tư Miếu Ông Cù á. Quý chị biết ở Thuận An thì anh chị biết ngã tư Miếu Ông Cù đúng không ạ? Đó. Đất của mình gần ngã tư Miếu Ông Cù, nằm trên mặt tiền đường bình chuẩn 63 anh chị nhá. Tìm kiếm. Anh chị tìm là ra ha. Bình chuẩn 63 mà ngay cái khúc đường DT743 đó quý chị. Đây, quẹo, quẹo bên đây là DT743 này, quẹo phải này quý chị. Ra tầm khoảng không tới 500 mét, không tới 500 mét là được thấy đường DT743. Đó quý chị ha. Rồi mình xuống ngã tư Miếu Ông Cù 1 km anh chị nha. Xuống ngã tư Miếu Ông Cù 1 km. Đó. Chỗ này mà anh chị mình qua bên cái chợ chợ Bình Phước B á quý chị. Đây, qua bên đó tầm cũng 5-700 mét thôi, rất là gần nhá. Đó, gần chợ luôn. 5-700 mét là có chợ Bình Phước B. Đó, nhà nằm trên mặt tiền đường có tên là đường thông anh chị ha, cứ mặc định đường có tên là đường thông đấy. Để ra em quay cái đường trước cho anh chị mình xem. Thế đất thì ngang 7, xây nhà thì quá đẹp. Ngoài ra anh chị nhá, anh chị nào mà thấy mà phù hợp để anh chị mình có thể làm một cái kho với cái diện tích 190 mét này thì anh chị có thể tham khảo nhá. Đó, mình có thể làm kho để hàng đồ các kiểu đó quý chị ha. Đó, tại vì với cái thế đất này thì em thấy là phù hợp rất là nhiều cái ngành nghề mà để cho mình có thể sử dụng được cái thửa đất này ha. Còn xây nhà thì đẹp, nói chung là với thửa đất này thì em thấy xây nhà là đẹp, cực kỳ đẹp luôn, mê luôn. Đó. Thì ra phía trước đây em quay cái đường cho anh chị mình xem, đường bình chuẩn 63 đấy. Thì hôm nay em đang mang tới cho anh chị mình một lô đất nằm trên mặt tiền đường bình chuẩn 63. Hiện trạng đường của mình cái khúc mà ngay chỗ đất này quý chị, hiện trạng cái đường của mình mà ngay chỗ đất thì nó là đường đá mi quý chị nhá. Đất mình đây này, đó. Ở chỗ đây thì đường đá mi quý chị nha. Lô đất mình đây, nãy giờ quay cho anh chị mình là đây nha. Đó. Còn cái khúc phía ngoài này quý chị này, cái khúc phía ngoài này thì người ta rải nhựa rồi quý chị thấy không? Đó, cách có mấy bước chân là có nhựa rồi quý chị nha. Đó. Quý chị thấy nhựa phía trước không? Đó, đây này. Đó. Phía trước đó là đường rải nhựa đó quý chị ha. Đó, quý chị thấy không? Cách có mấy bước chân. Còn chỗ trước nhà mình thì đang là đá mi quý chị nha. Rồi quay xung quanh đây. Đó. Cái khúc đầu kia cũng nhựa quý chị ạ. Đó, đúng mỗi cái chỗ nhà mình lại là đá mi, nó bị xuống cấp đó quý chị ha. Đi nhiều đá nó lòi lên đó quý chị ha. Còn đầu kia là nhựa kìa quý chị ha. Thấy không? Đó. Khu dân cư quý chị. Đó, quay 360 độ cho anh chị mình xem. Bên đây có một căn nhà vườn rất là đẹp rồi quý chị. Đó, quý chị ha. Hướng này mình ra DT743 ngay đây quý chị nha. Ra đây không tới 500 m là tới đường DT743. Ra đây anh chị mình đi về hướng ngã tư Miếu Ông Cù quý chị nha. 1 km anh chị nha. Đó. Ngang 7 dài 28 mét rưỡi là 190 mét anh chị. Cái này có thổ cư rồi, có 70 mét thổ cư, 75 nhá, 75 mét thổ cư rồi. Để cho anh chị mình xây nhà rồi. Còn ngoài ra anh chị nào muốn lên thêm thì mình lên nhá, lên thoải mái, chỗ này được lên thoải mái luôn. Đó. Chỉ có 20 triệu một mét giống như em nói, tính ra là 3 tỷ 8, 3 tỷ 8 mà 190 mét, ngang 7 mét, đẹp, sổ hồng riêng. Rồi anh chị nào mà thấy cái thửa đất này mà phù hợp với anh chị mình, gần ngã tư Miếu Ông Cù, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, gần ngã tư Miếu Ông Cù anh chị nhá. Đó. 20 triệu một mét gần ngã tư Miếu Ông Cù. Đường thông, đường bình chuẩn 63 đó, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, 3 tỷ 8, 190 mét. Rồi, em xin cảm ơn anh chị ạ.